giờ quý vị có bao giờ thấy Đăng Nguyên nhảy chưa? Chưa đúng không? Tại vì Đăng Nguyên có hát nhạc nhảy đâu mà thấy. Nhưng mà thử đi hả? Trời ơi, bởi vậy mẹ em dặn là em dạy gái lắm. Gái đẹp đẹp mà dụ là hát liền. Sau đây thì cho Đăng Nguyên mở phàm hát một bài cho nó sung tí nha quý vị. Nãy giờ quý vị chắc cũng nghe nhạc mùi nhiều rồi. Thì Đăng Nguyên xin gửi đến cho quý vị bài hát được mang tựa đề rất là lạ, hình như là bài này mới hay sao á. Bài này Đăng Nguyên tin chắc là quý vị chưa nghe bao giờ đâu. Bài hát được mang tựa đề 60 năm cuộc đời, xin quý vị thưởng thức. Ủa nghe rồi hả? Wow. Please dancer. Yeah. Hai người dancer quá đẹp. Yeah. Em mới có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sao thương cao người với 20 năm cuối là bao. Dancer, một đám bó tay thật lớn luôn quý vị. Woo. Very beautiful. Nãy giờ dancer nhảy thôi, cho Đăng Nguyên đâu có nhảy đâu. Chỉ múa thôi.